đã có ý chí, nơi đó có con đường. Bây giờ ở đây á, một là mình chết, hai là mình điên đồ. Mình điên đồ mình tới ngã. Đã giang hồ rồi, nào cứ như thằng nào, đi đi. Lành à, Lành à, em làm gì vậy? Có bị bắt cóc hả? Tại sao má không biết? Mà bắt cóc hồi nào? Còn người bắt cóc có là người con không vậy? Má còn cơ bản nữa hả? Má còn làm tin làm tội gia đình tới bao giờ nữa đây? Má hiểu nợ đại ca tôi. Hôm nay tới ngày thanh toán tiền nợ. Con hồn như mãi về đây cho tôi. Đốt nhà ông đó. Bây giờ nếu như mày muốn chơi ở đây, cũng chưa biết thằng nào thắp nhang cho thằng nào trước. Mày bước ra đây, tao với mày chia tay rồi. Đồ ăn hại, chuyện lần này mà không xong, từ bẫy đá cho tới chuyện mày là không yên với tao đâu. Chú lại. Vũ, tao đi làm, xuống đóng cửa nè mày. Nghe rồi. Má. Mày dậy xuống đóng cửa giùm tao đi. Khùng quá. Tao còn đi nữa. Khùng quá, đóng cửa làm gì không biết nữa. Mình không ăn trộm người ta thôi, ai vô đây ăn trộm mày. Cái thằng khùng này, mày ăn chơi riết rồi mày bị điên hả mày? Mày bớt cái miệng lép xép của mày lại coi. Tao nói cho mày nghe, mày không qua xử ngủ, anh mày đã không xử mày, có ngày thằng lưỡi cũng xử mày đó. Xử gì không biết nữa, tao có biết làm gỗ đâu. Hơn nữa tao bị đau lưng mà, sao khiêng gỗ được mày? Đau lưng, đau lưng, cái điệp khúc đau lưng của mày tao nghe nhiều lắm rồi. Mày còn gì khác để đau nữa không? Mày ổn quá, đi làm đi. Tao đi đó. Alo, anh nghe nè Đào. Việc gì mà xuyên vậy? Giờ này mới về luôn ha. Mày lại say xỉn nữa hả? Ý kiến cái còi. Tao đâu làm gì mặt xác tao mày. Tao như mày, tối ngày úp mặt vô cái đống gỗ tào lao vậy. Mày nên biết điều một xíu đi. Mày đừng có đi chơi hoài như vậy, có ngày chết nha con. Mày biết cái đách gì mà nói hả? Mày không biết hưởng thụ, mai mốt có chết thì đừng có hối hận hả? Thằng chủ nhận hàng nè mày. Chú Mười. Ai hả? Sơn. Đây để con sách cho. Ủa ba. Trời ơi, ba gặp con ba mừng quá. Mà sao con thay đổi dữ vậy hả? Trời ơi, lên đây làm chi vậy? Ê Sơn nè, mày không còn làm ở chỗ anh Bảy nữa thì nói với người nhà của mày đừng đến đó tìm nữa nha. Anh Bảy không có thích đâu đó. Đây là lần cuối đó, nhớ nghe mày. Còn thằng Vũ. Cái gì? Ông già của mày đòi lên công an tìm mày đó. Bất hả? Hiếu vừa thôi. Trời ơi. Chân trời đánh đó. Có chừng nha mày. Nè.
Con, bà con mớ cây nhà lá vườn nè, toàn là mấy cái món mà con thích không đó. Con ăn đi. Trời ơi ba ơi, ở trên này ai mà ăn ba cái đồ này nữa. Vũ, ba giác sát ở đây làm gì không biết nè. Già cả bệnh tật rồi, sống nay chết mai, kiểu nhà đi đi lung tung à. Vũ à, ba mày khổ cực lên đây thăm mày, mày nói chuyện vậy đó hả? Ê, mày đừng có xí vào chuyện gia đình tao. Chuyện gia đình tao để tao giải quyết ha. Chỗ người ta làm ăn lên đi chi không biết nữa. Nè, ông cầm số tiền nào đó ông đi về quê giùm tôi đi. Đi, ông đi về quê giùm tôi đi. Đừng có cản trở gì làm ăn của tôi. Vũ, đi về đi. À Vũ, à Vũ, ba lên đây là để coi con sinh sống ra làm sao, có khỏe mạnh không, chứ không phải ba xin tiền con đâu. Khỏe, sống sống nhăn răng nè. Thấy rồi chưa? Thấy rồi, đi về giùm tôi đi. Đi. Vũ, mày làm gì vậy? Ba mày đang bệnh mà mày đối xử vậy hả? Mệt thiệt á. Có sao chứ mày? Yếu rồi, trâu nhẹ cái là té. Mày ghê. Vũ, mày là một đứa con bất hiếu. Mày biết không, mày không nghĩ tới tao, mày cũng phải nghĩ tới bản thân mày. Tao lên đây là để nhắn gửi mày một câu thôi, là mày đừng gây thêm tội lỗi nữa. Mày coi chừng ở tù đó, nghe chưa? Trời ơi, nhức cái đầu quá. Mày đi về ngủ cũng không yên đó. Nè, con cầm tiền đi, con về về muốn ở thì thở. Tao về đi về. Ông đi tôi đi à. Mày đừng có gây thêm tội lỗi nữa nghe chưa Vũ ơi. Chú Mười, chú Mười nè. Thôi mà chú Mười, tiền của mày tao trả lại mày nè. Thôi mà bình tĩnh đi chú Mười. Tao không có cần tiền. Tao Sơn ơi, chú Mười đâu có cần tiền. Ba cái tiền này chú Mười đâu có cần. Con tìm cách con trả lại cho nó đi. Con giữ rồi đưa lại cho nó nha không. Con giúp chú khuyên nó đừng có làm cái gì nên tội nữa nha. Giúp chú nha con. Dạ bình tĩnh đi chú Mười. Được rồi mà. Chú Mười, chú Mười ngồi xuống đây đi chú Mười. Chú Mười uống miếng nước đi. Chú không uống đâu. Số 2 mà lạ vậy ta? Alo. Alo, chị ba hả? Ủa, Sơn. Chú Mười lên đây rồi chị ơi. Ủa, chú Mười lên rồi hả? Sao chú Mười không nói gì với chị hết vậy ta? Ngày mai á là chú Mười phải tái khám rồi. Em nói với chú về đi. Biết chỗ của thằng Vũ rồi thì đi về. Nó lớn rồi mà chú Mười cứ lo cho nó. Chị nè, bữa nay em không làm chỗ cũ nữa, em đang làm ở xưởng cũ. Chị đừng chai số nhà mày mà lúc trước nữa nha. Chủ nhà thấy chú Mười tìm đến. Vậy hả? Làm quá trời. Mai mà gặp người biết chủ. Chị chỗ mới của em dẫn chú Mười tìm đến đi. Chị biết rồi. Lâu quá không thấy em gọi về, chị cũng lo lắm. Ủa, số điện thoại này sao lạ quá vậy? Số mới của em hả? Dạ, chị đừng có lưu, có gì em sẽ gọi cho chị. Sao kỳ vậy? Để chị lưu lại. Có gì chị gọi chị hỏi thăm em, hay nhà có chuyện gì á chị gọi chị báo. Tại em sắp đổi số khác rồi, tốt nhất á là chị lấy giấy ghi lại, đừng lưu trong máy, và xóa hết các cuộc gọi của em đi. Được rồi, chị biết rồi, để chị làm. Má khỏe không chị? Anh Hai và các cháu vẫn khỏe chứ? Cả nhà khỏe hết em ơi, em yên tâm đi. Má nay cũng ít đi đánh bài rồi. Má bị đau lưng nên đâu có ngồi đánh bài nổi nữa đâu, không lẽ nằm đánh bài. Mà ở đây á, người ta chạy mặt má rồi. Nè, em nhớ kêu chú Mười về đi nghe. Dạ, em kêu chú về liền.
Dạ thiệt tình. Bực mình thiệt chứ. Tự nhiên giác sáng này chị không biết nè. Bực mình hết sức luôn vậy. Bực mình thiệt chứ. Tính tiền bà bảy ơi. Chị ơi, tính tiền cho khách kìa con. Dạ con biết rồi. Dạ, 2 tô 30 ngàn con. Dạ con cảm ơn cô chú. Cho tô thiếu đi. Dạ có liền, anh chờ em chút nha. Dạ 1 tô ngoại ơi. À ừ. Quán này chú thấy có bộ sang à, chắc mắc tiền lắm đúng không? Vô rồi chi cho tốn tiền lắm. Không sao đâu chú. Chú cứ ăn thoải mái đi. Con ở trên Sài Gòn làm gì cũng có tiền lắm á. Chú đừng có ngại. Ăn cái này rất là bổ. Ăn nhiều có sức để con về nữa. Ăn đi chú. Ngon. Phải chị có con Vũ đây vui ha. Chú Mười đừng buồn thằng Vũ nữa nha. Nó cũng có nhiều việc ở trên này lắm. Chỗ ở của tụi con á thì chật chội, mà bệnh viện á thì kêu chú về tái khám. Chú mới xuất viện mà, chú đi làm chi cho cực. Nếu lỡ như có chuyện gì, bệnh viện người ta không có chịu trách nhiệm đâu. Chú nghe lời con, chú về đi. Dù sao chú cũng đã biết chỗ tụi con ở rồi. Khi nào chú rảnh, chú khỏe, chú lên đây cũng được mà. Con nói vậy chứ đừng có nghĩ là con đuổi chú nha. Tội nghiệp cho con. Chú hiểu mà. Con đừng lo chuyện đó. Chú thấy cái thằng chở chú hồi nãy á, nó nói nó là chủ của con. Nó nói chú không có thể nào ở lại phòng trọ của con được. Đông anh em ở xưởng mộc về đó ngủ lắm. Nó nói vậy hả chú? Ừ. Thế nào thằng Hổ cũng nói lại cho anh mày đã nghe. Chú Mười mà ở đây cũng có chuyện lớn cho con. Chú Mười à, con có một ít tiền gửi cho chú. Chú đem về gửi cho chị ba con 5 triệu. Còn lại chú mua thuốc uống nha. Chú cứ mua cái gì ngon ngon chú ăn nghe chú. Còn bây giờ chú đừng có suy nghĩ gì hết. Chú cứ ăn no đi cái đã. Rồi con chở chú đi vòng vòng Sài Gòn chơi. Sau đó con chở chú ra bến xe. Chú về xe ban đêm chắc là sáng là tới nhà rồi. Chú lo cho Vũ quá. Chú linh cảm là nó đang thay đổi nhiều lắm á. Bây giờ nó là một con người khác, không phải là con của chú nữa. Chú nhìn vào ánh mắt của nó thấy nó lạnh lắm con ơi. Dạ hủ tiếu của anh nè. Em. Dạ. Nói nghe nè. Dạ anh gọi gì vậy? Cho anh xin miếng chanh đi. Dạ có liền. Ngoại ơi cho miếng chanh ngoại ơi. Ở đây chanh nè con. Dạ. Nè. Dạ. Dạ của anh nè. Cảm ơn em. Dạ có thiếu gì anh cứ kêu nha. Em biết rồi. Dạ. Em ơi. Dạ. Ờ dạ anh cần gì anh? Cho anh cần giấy đi. Dạ.
Dạ em sơ ý quá, giấy hết mẹ không có thấy. Không sao đâu em. Dạ. Cho anh dễ ra được không? À, dạ được. Ngoại ơi, cho con xin dĩa rau. Ờ, rau hả con? Dạ. Nè con. Dạ. Dạ, rau của anh nè. Ừ. À, em. Dạ. À, em nhiêu tuổi rồi? À... Sao anh ăn đây hoài mà không thấy em ha? Dạ, em đang học lớp 12. Tại bữa sáng em đi học á, rồi tối tối em rảnh em ra đây phụ bà ngoại. À, vậy hả? Dạ. Bà công nhận nha, hủ tiếu của quán em ngon thiệt á. Mà đã vậy có người phục vụ dễ thương nữa. Vậy chắc là anh mới tới đây rồi, chứ bà ngoại em nấu hủ tiếu ở đây là số dách luôn nha. Ờ đúng rồi, anh ở dưới quê mới lên. Anh lên đây đi học. Anh ở trọ ở bờ kênh bên kia kìa. Ủa vậy là anh cũng ở gần đây mà. Ừ, mình là hàng xóm đó. Dạ. Vậy là anh gần đây, mai mốt anh nhớ tôi ủng hộ bà cháu em nghe. Ừ, tất nhiên rồi. Dạ, vậy anh ăn ngon miệng nha. Cảm ơn em. Ngon thì mai mốt cậu ghé nữa nghe. Dạ, dạ, con ghé hoài luôn, ngoại yên tâm. Ghé hoài luôn ngoại. Ừ, cảm ơn. Không cho mình đi ba vũ trường, không cho mình nhậu nhẹt, thì mình ở nhà chọc mấy em gái ăn hủ tiếu bánh canh rau sạch. Rau sạch. Bà nói với con bao nhiêu lần thì con mới chịu nghe. Thằng Sơn, nó dính líu tới giang hồ, đụng vô nó có nước là con đi đời luôn đó. Bà cố tình chia rẽ con với anh Sơn, cho nên bà mới nói như vậy thôi à. Con không tin đâu. Đúng là cái thứ ngàn bướng mà. Nè, đến khi nó lộ cái mặt nó ra, con có muốn hối hận cũng không kịp nghe chưa. Con không có gì phải hối hận hết. Con tin anh Sơn là một người tốt. Còn ba, bà ý mình giàu có, cậy quyền cậy thế, cho nên mới coi thường người khác như vậy đúng không? Thu à, sao con nói ba con như vậy chứ? Còn với cái, tao mà không dạy được mày, tao thề tao không làm cha của mày nữa. Mày có ngon, mày đi ra khỏi cái nhà này, tao cúp hết mọi chi tiêu của mày, không cho mày một thứ gì hết. Tao sẽ cho mày ra đường coi mày sống như thế nào. Lúc đó mày chết đói thì mày cũng phải mò về cái nhà này thôi. Ông à, uống miếng nước đi ông. Còn bà nữa, cấm bà, bà không được lén lút cho nó một cái thứ gì hết, để coi nó sống ra sao. Nếu bà đã nói như vậy thì con không cần gì hết, con sẽ ra chỗ khác ở. Thù mày đứng à. Lại đó. Nếu mà mày dám bỏ cái nhà này mày đi, tao sẽ tự mày luôn. Thu à, nghe má nói nè. Thu, nghe má nói nè. Thu ơi, Thu. Mày đứng lại. Ông à, con. Im. Bà theo nó làm gì? Bà phải để tôi dạy dỗ nó. Bà chiều nó riết nó lần. Còn nếu bà thương nó, bà vô bà cuốn gói bà đi theo đó đi. Ngon, mày đi ra khỏi cái nhà này, tao cúp hết mọi chi tiêu của mày, không cho mày một thứ gì hết. Tao sẽ cho mày ra đường coi mày sống như thế nào. Ông mà mệt với bà quá, tôi không muốn nghe bà nói nữa. Tôi đã nói một là một, hai là hai. Ông, sao ông nói như vậy?
Dù sao đi nữa nó cũng là con của mình mà. Ông nói xử với con như vậy là quá lắm rồi ông mà. Mà ba đừng có mắc công năn nỉ ba nữa. Từ trước tới giờ ba đâu có thương con. Ba coi con như là con ghẻ vậy đó. Tính bắt thì bắt, tính nhốt thì nhốt. Chưa bao giờ con có được hai từ tự do. Tất cả những chuyện lớn nhỏ trong nhà này đều theo ý của ba hết. Nếu trái ý của ba thì ba từ con. Con cần được sự tôn trọng tối thiểu của cha mẹ dành cho con của mình. Con cần sự quan tâm kìa. Có ai biết con cần gì, con mong ước điều gì không? Từ trước tới giờ ước mơ của con ba đều đã ước mơ thay con hết rồi. Con à, thôi mà con, nghe mới nói không. Đi, đi vô đi con, đi. Con mà, đừng đi đâu hết mà. Con xin lỗi má. Hôm nay Thu, má cho con được sống với những ước mơ của con nha. Thu à, nghe mới nói nè. Thu, mày đứng lại. Đi đâu thì đi, cái thân xác mày thôi. Cái xe đó để lại cho tao. Thu, đó, bà thấy chưa? Con cái cưng của bà đó, bây giờ nó có coi ba má nó ra ký lô nào không? Ông ơi, nó là con của ông mà ông. Nếu nó không ngồi tu là cha của nó, mắc gì tôi phải nhận nó là con? Tôi cho nó đối khác ngoài đường, rồi tự động nó sẽ mò về thôi. Ông à, nhưng con nó còn nhỏ, nó chưa có hiểu chuyện. Ông làm như vậy chẳng khác nào ông ép con hả ông? Từng tuổi đó rồi mà bà nói nó còn nhỏ nữa à? Chỉ bắt thang cho nó leo thôi. Nhưng mà ông à, ông có điện thoại. Alo. Alo, anh Năm hả? Dạ. À, chiều nay anh Năm có rảnh không? Dạ, dạ tôi đang rảnh anh. À, vậy chiều nay anh em gặp nhau ở nhà hàng anh ha. Dạ, anh cứ gọi chai rượu nào mà anh thích đó thì anh cứ nhâm nhi, rồi tôi sẽ tới liền nghe anh. À, vậy chiều nay anh em gặp nhau anh ha. Dạ. À, chào anh. Dạ. Mời anh. À, xin mời. Mời anh. Mời. Chắc là anh đã nhận đủ cái số tiền mà tôi gửi cho anh trong cái chuyến hàng này rồi đúng không? Tôi thích cách làm việc của anh, nhanh gọn lẹ anh không? Hàng đi là tiền đến tay liền. Anh em mình làm ăn lâu dài mà. Với lại á, đối với anh là người ân của tôi mà, thì làm sao tôi chậm trễ được. Thật ra thì cũng nhờ anh đi du lịch qua lại, thành ra anh không có bị khám xét kỹ. Tôi nói đúng không? Chắc chuyến hàng tiếp theo này á, tôi cũng phải nhờ tới anh nữa. Nhưng mà ít ít thôi, mang theo nhiều đá quý tôi sợ không ổn. Chẳng thà tôi chịu khó đi qua lại nhiều lần. Cũng may mà bên Lào với Campuchia tôi cũng có bạn bè dễ ăn dễ nói. Dạ, chuyến này thì cũng ít thôi anh à. Tôi chỉ chọn lọc những viên đá quý và hiếm thôi. Thật ra bây giờ hàng nó cũng khan hiếm lắm. Chính vì vậy tôi phải buôn cái loại hàng hiếm mà giá cao, không có ồ ạt đá bụi, đá nhỏ linh tinh như trước nữa đâu. Anh yên tâm. Anh đừng lo, chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng mà anh Năm cũng phải cẩn trọng. Dạo này phía cửa khẩu cũng gắt gao dữ lắm. Tôi thì đã về hưu, nói thiệt tiếng nói có phần giảm trọng lượng rồi. Đôi khi nghe tên Tư Trọng nó không còn linh nữa. Phần anh thì không cần phải lo lắng gì nhiều đâu. Tôi làm việc lúc nào cũng gọn gàng hết. Dạ. Thôi vậy anh, thì mình vô một dạ, cái để ăn mừng dạ, trước ha anh dạ, Năm. Dạ. Dạ.
mình làm vậy có đúng hay không? Có quá nóng nảy hay không? Thu à, nghe má nói nè, nghe má nói không? Thu, thầy thương má quá, chắc má lo và buồn mình lắm. Bình tĩnh lại đi. Bây giờ mày cứ tạm thời ở đây đi. Phòng tao hơi nhỏ, ráng chịu khó nha. Thôi mà, mọi chuyện đã lỡ rồi. Bây giờ mày chờ cho ba mày nguôi giận rồi hẳn về nhà. Lần này ba tao giận dữ lắm. Bây giờ tao cũng không còn tâm trí nào mà lo cho chuyện khác nữa. Vậy mà tao còn làm phiền mày nữa chứ. Khùng quá đi. Mày cứ ở tạm đây với tao đi. Tao ở đây cũng có một mình nè. Có thêm mày cũng đâu có mất mát gì đâu. Có người cho tao chọc ghẹo á là vui gần chết, ở đó mà phiền gì. Nè, tao ghét đứa con gái nào khóc lắm nha. Bạn tao là không có khóc. Nhà báo gì mà nhõng nhẽo, hở chút mà khóc, hở chút khóc. Thôi, sắp thi cử tới nơi rồi, phải lo chuyện trước mắt chứ. Không. Cười cái coi. Cười đi. Thôi thôi thôi, mày đừng có cười. Mày cười tao sợ luôn á. Ghẹo tao hoài à. Tiền đây đây gan. Số vàng về hộp xoàn của tiệm vàng Kim Thành mình lấy được 2 tỷ rồi. Ở dưới còn nhiều lắm, nhưng công an truy bắt cắt gao quá, cho nên em phải thật khéo léo thay đổi kết cấu nữ trang, đốt vàng miếng mà có tên Kim Thành ra thành vàng cục luôn. Vậy thì tốt quá rồi. Bao nhiêu đây nè, mới đủ lo cho một đám anh em. Tụi nó chơi ken nhiều quá, phải tốn cả bộn tiền. Mình mà không có mấy cái thứ đó, chắc chắn tụi nó sẽ không phục tùng mình đâu. Anh có vụ ăn hàng nào mới chưa? Thằng Sơn, thằng Vũ sao rồi? Có, nhưng mà hiện tại tao chưa muốn làm. Tao đang muốn từ cướp tiệm vàng chuyển sang cướp của nhà giàu. Tao đang cho thằng Hổ khích tướng thằng Sơn. Hôm rồi thằng Sơn nó qua xưởng gỗ làm, có vẻ rất là siêng năng và ham làm lắm. Còn thằng Vũ đó hả? Bao nhiêu tiền nó cho gái và đốt thuốc hết rồi. Kệ nó đi anh, nó phải nghiện thì mới dễ phục tùng mình được chứ. Thằng Sơn này nó chưa nghiện thôi, nhưng mà nó ở chung với thằng Vũ, thế nào cũng nghiện lây, làm sao mà cưỡng nổi. Đợt này tao giao cho mày một trọng trách, đi nhận hàng trong năm xe ben. Dạ, đại ca giao việc thì em sẽ cẩn thận làm. Lần này ông năm xe ben lên Sài Gòn để giao việc và để đi lấy hàng. Tao nghĩ ổng lên đây không đơn giản lo chuyện bao đồng cái chuyện con gái của ổng đâu. Qua mắt thằng nào được, đừng có nói là qua mắt tao. Cho nên mày phải hết sức cẩn trọng. Hàng hóa của ổng á, tuy nhỏ nhưng mà quý và hiếm đó, nghe chưa? Yeah. Giá trị nó rất là cao. Nếu xảy ra chuyện, mày nghĩ có yên với ông Năm hay không? Đại ca yên tâm, em đã làm nhiều chuyến hàng cho Năm Xe Ben rồi, nhất định em sẽ làm theo ý của ông. Tốt. Ừ, thưởng cho mày. Dạ. Cầm về dưới lo cho đám anh em ở dưới đi. Dạ, em cảm ơn anh Bảy. Nè, cố gắng làm đi. Đám anh em ở dưới á, tao trông cậy vô mày. Nếu thành công phi vụ này, tao thưởng cho 5-6 cục. Mà nè, cái sòng bài dưới á, nói anh em nhớ cẩn thận. Công an bây giờ gắt gao lắm đó, cẩn thận vẫn hơn. Nếu có gì thấy không ổn, cứ giải tán anh em. Lên đây đi, tao sẽ phân bổ mày làm việc khác. Dạ, em biết rồi mà. Ừ, về đi. Dạ. Thưa anh Bảy, em về.
Có chuyện gì mày muốn gặp tao? Mày nói đi, tao không có nhiều thời gian. Tao có một điểm ăn hàng rất là ngon, chỉ cần tao với mày đột nhập vào là được. Tiệm vàng nhỏ thôi, nhưng tao nghĩ cũng đủ hốt. Mày có kế hoạch gì chưa? Cửa khóa nhà đó như thế nào? Mày có thông tin hết chưa? Hay là nhà đó có gắn hệ thống chống trộm gì không? Mày đừng có tỏ vẻ ra mày giỏi. Tao từ trước tới giờ đi cướp không cần ba cái thông tin thừa thải đó, chỉ cần biết có tiền kiểu gì cũng chơi được. Mày không biết bên trong nhà đó có mấy lớp cửa nữa, có camera hay không, và có bảo vệ hay không, có chó hay là không. Mày vào đó nộp mạng hả? Con mẹ mày, mày lên mặt giải đời tao đó hả? Có cái ăn là may lắm rồi, ở đó mà tìm cái này tìm cái nọ cho đứa khác nhảy vô múc hết hả? Tao không có đột nhập vào đó, mà bản thân tao mù tịch thông tin và không có kế hoạch. Đi ăn trộm ăn cướp mà mày đặt có kế hoạch hả? Mày giỏi thì kiếm chỗ ăn hàng ngon đi. Cái nguyên tắc của mày chả là cái đinh gì hết. Mày thách tao hả, thằng đầu bò? Tao biết mày đang chơi tao. Mày chống mắt lên mà coi thằng sân khóa này. Mày không biết bên trong nhà đó có mấy lớp cửa nữa, có camera hay không, và có bảo vệ hay không, có chó hay là không. Mày vào đó nộp mạng hả? Nhà nào cũng kính cổng cao tường. Có thể gắn hệ thống báo trộm. Những căn nhà giàu này hệ thống báo trộm rất là hiện đại. Chắc có lẽ mình khó xâm nhập.
thằng Sơn này không có gì là không làm được. Tụi mày thách tao hả? Hãy đợi đó. Cảm ơn chú. Dạ không có gì. Cẩn thận nha con. Dạ chào bà chủ. Chị, tới lấy hàng đó hả chị? Chị mới lấy hàng. Vậy hả? Sao chị thấy hàng ở công ty em đẹp không? Trời ơi đẹp lắm em ơi, đẹp quá. Thích lắm. Vậy hả? Cảm ơn chị, mai mốt nhớ tới ủng hộ em nha. Đương nhiên rồi. Mà chị nói thiệt, em còn trẻ mà em giỏi quá. Dạ. Em vừa nuôi con nhỏ vừa điều hành cái công ty vàng bạc lớn như vậy, chị ngưỡng mộ em quá. Dạ. Phải vậy thôi chứ ông xã em đi công tác suốt ngày ở nước ngoài, em không làm thì ai làm hả chị? Nhưng mà em cũng giỏi thì mới làm được như vậy chứ. Dạ, cảm ơn chị. Thôi chị về nghe. Dạ, chào chị. Dạ chào anh, mời anh ạ. À. Dạ mời anh ngồi. Chào anh là khách hàng mới của công ty em đúng không ạ? À? Anh đến đây mua hàng hay đặt hàng ạ? À? Em có mẫu catalog không? Dạ có rồi, catalog mới nhất của công ty em, mời anh coi. Dạ. Cảm ơn em. Dạ mời anh dùng nước. Cảm ơn em. Mấy mẫu này em có trưng sẵn ở bên ngoài hay không? Dạ có anh. Dạ có sẵn ở bên này, anh có coi không? Mệt quá. Cảm ơn em. Dạ mời anh. Dạ mời anh xem. Em lấy cho anh cái nhẫn đó, phía bên trái dưới cái nắp. Dạ mời anh xem. Cái mẫu này đẹp đó. Dạ. Rất đẹp, rất tinh tế. Dạ không sao. Không sao đâu anh. Anh may quá, không bị chạy. Anh xin lỗi nghe. Rồi, vậy lấy cái này nha. Dạ. Cái nhẫn này bao nhiêu? Dạ 10 triệu anh. Rồi, giờ anh đặt cọc 50%, 5 triệu nghe. Dạ. Dạ anh tên gì ạ? Lấy thông tin em. Anh tên là Sơn. Dạ. Chào con Ngọc, con mới đi học. Chào về. Con, để cô dẫn con lên lầu nha. Dạ. Thôi khỏi, cứ lời tiếng là xong rồi em. Dạ đây là biên nhận. Dạ giới thiệu với anh, đó là bà chủ của em đó anh. Chào chị. Chào cậu. Con bé dễ thương quá ha. Chào chú đi con. Dạ chào chú. Chú chào con. Chào cậu. Dạ. À em. Dạ. Anh hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy? Dạ anh cứ đi thẳng quẹo trái là tới. Cảm ơn em nha. Dạ không có gì. Đi ha. Dạ. Sau lưng công ty vàng này là xong mà. Khu vực này không thấy lắp đặt camera. Nếu đột nhập vào từ hướng sông lên thì chuyện sẽ không ai ngờ đến. Tuy nhiên, chủ tiệm vàng ở ngay trên lầu biệt thự mà không biết tay bảo vệ ban đêm có ngủ lại không nữa, nên phải có phương án chặt chẽ. Mình không ra tay một mình được.
Tiệm vàng này có hệ thống báo động tia hồng ngoại, còn các loại ổ khóa thì không đáng lo. Chỉ có cái két sắt thì phải nghiên cứu kỹ cách mở. Cái két sắt này không đơn giản. Hy vọng là ở tiệm vàng cài đặt mã số chặn. Nếu cài đặt mã số lẻ thì thời gian mở két sắt này rất là lâu. Chồng tôi rất là êm, trừ khi nào khớp con số thì mới gây ra tiếng động. Đây là một tiệm vàng tư nhân ở Giang Sơn. Chúng ta sẽ tiếp cận bằng đường sông. Dạ có. Bằng đường sông. Cái gì? Cái cung hả? Tính đi ghe vô thúc hả? Chính xác. Một cuộc đời, hãy sống chân thành ý nghĩa. Tham vọng kéo bước chân theo vực sâu tội lỗi. Đời này vĩnh biệt thế gian. Em tôi là cái anh em nhậu rồi biết chưa? Tôi là